Tháng 3 là tháng của yêu thương. Xin chào quý khán giả yêu thương. Trong video clip lần này, em Thảo xin gửi tới quý vị những thông tin vô cùng hấp dẫn. Trong tháng 3 thì có quý vị chuẩn bị lấy xe nhé. Đầu tiên là thông tin những quý khách hàng đã sở hữu dòng xe Ford quay trở lại mua dòng xe Ford Territory hoặc Ford Ranger. Ngoài chính sách hỗ trợ về tiền mặt và bảo hiểm từ đại lý, quý vị còn được nhận thêm một gói phụ kiện vô cùng cao cấp của Ford Việt Nam trị giá 27 triệu đồng. Trong đó có gói dán kính 3M cao cấp, camera Việt Map hành trình cao cấp và thêm nữa là một năm bảo hành mở rộng cho những quý khách hàng đã sở hữu xe Ford và quay lại mua xe Ford Territory và Ranger nhé. Cực kỳ tốt luôn ạ. Và thông tin thứ hai đó là Ford Việt Nam chính thức sẽ điều chỉnh giá niêm yết của tất cả dòng xe Ford bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, dao động từ 10 đến 40 triệu đồng tùy từng phiên bản. Vì vậy nếu quý vị đang có kế hoạch lấy xe thì quý vị hãy nhanh tay đặt xe trong tháng 3 này, lấy xe trong tháng 3 này để được sở hữu xe với giá tốt nhất tại thời điểm trước khi tăng giá nhé. Đầu tiên là dòng xe Ford Explorer được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ với giá niêm yết là 2 tỷ 399 triệu đồng. Hiện tại thì đại lý Thăng Long Ford đang có đủ màu cho quý vị lựa chọn, đỏ, trắng, xanh, đen, đủ màu cho quý vị và đang được hỗ trợ rất là tốt về tiền mặt, khoảng tầm gần một nửa thuế trước bạ, kèm theo đó lại được tặng thêm phụ kiện và bảo hiểm chính hãng khi vừa quý vị sở hữu xe nữa. Tiếp theo là dòng xe Ford Everest. Ford Everest thì có 4 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản Everest bản V-Turbo 2 cầu với giá niêm yết là 1 tỷ 452 triệu đồng. Và phiên bản Everest bản Titanium 1 cầu với giá niêm yết là 1 tỷ 286 triệu đồng. Bản Ford Everest bản Sport là 1 tỷ 173 triệu đồng. Và bản Ford Everest bản Ambient bản thấp nhất là 1 tỷ 099 triệu đồng. Hiện tại nếu mà quý vị có lấy xe thì bên em đang có sẵn màu trắng này, màu đen này, màu đỏ, màu xám và màu nâu. Với các phiên bản Ford Everest thì đại lý Thăng Long Ford cũng có nhiều màu có thể giao ngay cho quý vị. Và chương trình hỗ trợ chính sách trong tháng 3 này cực kỳ lớn, tùy từng phiên bản có thể hỗ trợ cho quý vị về tiền mặt hoặc là tặng cho quý vị về gói bảo hiểm hoặc là phụ kiện giá trị cực kỳ lớn. Để biết thêm thông tin chi tiết thì quý vị hãy vui lòng gọi điện để em Thảo có thể tư vấn rõ hơn cho quý vị nhé. Đối với dòng xe Ford Ranger thì Thăng Long Ford đang có rất nhiều xe cho quý vị lựa chọn luôn. Tất cả các loại phiên bản đang có hỗ trợ cực kỳ lớn về tiền mặt này, rồi tặng bảo hiểm, tặng nắp thùng, phụ kiện kèm theo. Như dòng xe này bên em đã trang bị sẵn nắp thùng trên này rồi. Đầu tiên là dòng xe Ford Ranger bản Wildtrak với giá niêm yết là 965 triệu đồng, đang có sẵn đủ màu cho quý vị lựa chọn: đen, trắng, đỏ, cam, xám. Hỗ trợ thì cực kỳ tốt. Để biết thêm thông tin chi tiết thì cứ gọi điện cho em nhé. Và một thông tin nữa là đối với dòng xe Ford Ranger bản XLT và phòng xe XLS bản MT thì Ford Việt Nam sẽ sản xuất nốt tháng 3 này, sang tháng 4 sẽ không còn sản xuất hai dòng xe đấy nữa. Nhưng mà tại thời điểm này Thăng Long Ford vẫn đang có xe để giao cho quý vị và đang có chương trình hỗ trợ cho hai dòng xe này cực kỳ lớn, cả tiền mặt và phụ kiện bảo hiểm khi quý vị lấy xe. Hấp dẫn lắm ạ. Cũng đủ màu. Với XLT với giá niêm yết là 830 triệu đồng, quý vị lấy xe tại thời điểm này sẽ có chương trình hỗ trợ tại thời điểm quý vị đặt xe luôn. Tiếp theo là dòng xe bản Ford XLS bản 2 cầu Sport với giá niêm yết là 756 triệu đồng. Khi quý vị lấy xe cũng được hỗ trợ cả về tiền mặt này, phụ kiện, bảo hiểm khi mà quý vị lấy. Và dòng xe XLS bản 1 cầu số tự động với giá niêm yết là 688 triệu đồng. Khi mà quý vị lấy xe thì màu sắc cũng đủ cho quý vị lựa chọn này, cũng được giảm tiền mặt này, tặng phụ kiện cho quý vị. Bản MT thì ban đầu thì em cũng có nói là nốt tháng 3 này sẽ không còn sản xuất nữa, sang tháng 4 sẽ hết xe rồi, nên quý vị đang có nhu cầu lấy cái bản XLS MT thì quý vị cũng nhanh chóng đặt xe nhé. Với giá niêm yết là 665 triệu đồng. Màu sắc thì quý vị cũng hãy liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết mà đại lý đang có sẵn. Và cuối cùng là dòng xe bản XL với giá niêm yết là 659 triệu đồng. Cái dòng xe này thì là cái dòng xe cũng nhiều doanh nghiệp cũng hay lựa chọn để sử dụng để mình đi công trường hoặc là kinh doanh. Thì dòng xe này đang có giá niêm yết là 659 triệu đồng. Thì quý vị cũng có lấy sắc màu sắc gì thì cũng hay liên hệ để bên em trực tiếp liên hệ cho quý vị nhé. Còn đối với dòng xe Ford Territory, đầu tiên là với những khách hàng đã sở hữu dòng xe Ford trước đây, quay trở lại mua với dòng xe Ford Territory này sẽ được tặng gói chương trình hỗ trợ cực kỳ tốt. Vừa được hỗ trợ giảm giá về tiền mặt, tặng bảo hiểm của đại lý, kèm theo đó sẽ được tặng một gói phụ kiện vô cùng cao cấp từ Ford Việt Nam, như là dán kính này, camera hành trình của Việt Map này và thêm một năm bảo hành mở rộng nữa. Ford Territory thì có mặt tại Việt Nam với 3 phiên bản. Đầu tiên là bản Ford Territory bản Titanium X với giá niêm yết là 935 triệu đồng.
Màu sắc thì cũng đủ màu cho quý vị lựa chọn. Tiếp theo là dòng xe Ford Territory bản Titanium với giá niêm yết là 899 triệu đồng. Bản trên là 822 triệu đồng. Quý vị đang có nhu cầu lấy màu sắc như thế nào, màu đỏ này, màu trắng này, màu nâu này, màu bạc này, màu đen này, đại lý Thăng Long Ford cũng đang có sẵn rất nhiều xe để cho quý vị lựa chọn. Với gói quà tặng từ bảo hiểm này, gói phụ kiện cao cấp của Ford Việt Nam này, rồi giảm giá về tiền mặt này, cực kỳ lớn. Nên là quý vị đang có nhu cầu lấy xe thì vui lòng liên hệ đến số hotline bên em để trên màn hình để bên em tư vấn rõ hơn cho quý vị nhé. Và dòng xe 16 chỗ Ford Transit với giá niêm yết là 845 triệu đồng. Nếu quý vị lấy xe thì cũng đang được hỗ trợ về tiền mặt và tặng kèm theo đó là một cửa điện chính hãng của Ford Việt Nam. Màu bạc này, màu trắng, màu đen, màu xanh, màu đỏ. Tóm lại là quý vị đang có nhu cầu lấy màu gì thì hãy vui lòng liên hệ đến số hotline em để trên màn hình để bên em tư vấn rõ hơn cho quý vị nhé. Và quý vị hãy nhớ là từ mùng 1 tháng 4 là Ford Việt Nam sẽ chính thức điều chỉnh tất cả giá niêm yết của các dòng xe Ford. Nên mà quý vị đang có nhu cầu lấy xe thì hãy nhanh tay đặt xe để có thể mình sở hữu mức giá hỗ trợ tại thời điểm này nhé. Vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip của em ạ.